Nhân vật Trọng Minh xin chào quý các anh chị và các bạn yêu kênh trên cả nước nhé. Hiện tại bên nhà vườn đang có lô phong linh vàng, cây nhỡ nhỡ nhé, cây nhỡ nhàng. Chiều cao thì có những cây từ 1 m đến 2 m, 2 m rưỡi các bạn nhé. Đây, quay các bạn cùng xem lên, nó cao được gần hết cây dốc rồi. Đấy. Những cái cây này thì là cây đại trồng ra đất các bạn nhé. Nếu mà các bác mà có nhu cầu lấy hàng này về để làm giống ấy. Đấy. Để nuôi to, làm giống nuôi to thì rất là hợp lý luôn. Thì cây này là cây đánh đất các bạn nhé. Đấy. Hiện tại số lượng bên em có rất là nhiều, đang muốn giãn ra. Đây, cây rất là thẳng này. Cây rất là thẳng. Đấy, không không cần cắm que vẫn rất là thẳng nha các bác nhé. Gốc rất là to này. Đấy, gốc này rơi vào phân rưỡi, hai phân, gần hai phân rồi, rưỡi hai phân. Đấy. Chiều cao đạt những có những cây cao đạt 2 m, 2 m rưỡi. Đấy, cây thấp thì được mét, mét hai. Đây, có những cây đây mét rưỡi này, mét bảy này, cũng có đủ các loại chiều cao luôn. Tất cả ruộng này của em đều là phong linh vàng hết các bạn nhé. Cây cây nhỏ như này cũng đang đang có nụ rồi này. Đây. Đang có nụ rồi. Đấy. Rất là nhiều nụ. Đấy. Mùa này đang là mùa phong linh, nếu mà đánh ra thì đảm bảo sống 100% luôn, không không sợ chết. Rất là nhiều cây nhỡ nhàng nhé, gốc to thẳng đẹp. Đấy, về các bác đầu tư thêm cái dốc từ khoảng độ 3-4 nghìn nữa. Đấy, các bác chống nó lên tầm độ năm, hơn năm thôi là ra tiền rồi. Hiện tại bên em trồng khá là dày, nó muốn tỉa gọi đi. Đấy. Nhưng mà các bác mua hết cũng bán nhé, gọi là tỉa vợi, nhưng mà nếu các bác có nhu cầu mua hết bên em cũng bán nhé. Đấy. Rất là nhiều. Hiện tại đang mùa hoa. Đấy, chuẩn bị rộ hoa rồi. Cây như những cây to nó rụng hết lá rồi, những cây nhà em đây thì nó chắc là được chăm tốt nên là chưa chưa hay rụng lá mấy. Rất là nhiều lá. Các bác có nhu cầu mua cây phong linh vàng này về chơi. Hoặc là mua về trồng các khu nghỉ dưỡng, muốn mua cái hàng nhỏ gọn như này để thứ nhất là dễ vận chuyển và tiết kiệm cái chi phí vận chuyển, thì hoặc là các bác mua về để rong to thì liên hệ với nhà vườn Trọng Minh nhé. Số điện thoại 0348448145. Bên em giao hàng trên toàn quốc luôn các bác nhé. Với những hàng này thì bên em giao bằng xe tải các bác nhé, vì cây khá là cao. Số lượng có rất là nhiều, tha hồ các bạn lựa chọn luôn. Những cây thấp gốc cũng rất là to này. Gốc rất là to luôn. Mọi chi tiết liên hệ với cây phong linh vàng này thì liên hệ với nhà vườn Trọng Minh nhé. Số điện thoại 0348448145. Ngoài cỡ nhỏ này em có cả cửa hàng to nhé, gốc 3, 4, 5, phân 6 phân cũng có nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người video sau nhé.